bạn, như vậy chúng ta đã bước sang bài thứ 25 trong chương trình tổng hợp từ vựng GLPT N1 đã ra trong các đề thi chính thức của các năm. Và ngay sau đây thì mình sẽ đi vào nội dung chính của bài học ngày hôm nay. Các bạn hãy cố gắng cùng mình nhé. Từ đầu tiên, từ này âm Hán của nó là từ công và từ học. Công học. Cách đọc là cô gắc cự, cô gắc cự. Nghĩa của nó là ngành kỹ thuật, ngành kỹ thuật. Từ tiếp theo là từ hảo, từ vật, hảo vật. Cách đọc của nó là cô bư dự, cô bư dự. Nghĩa của nó là món ưa thích, món ăn ưa thích ấy. Từ này là từ công, à không, từ này là từ phưởng, từ tích, phưởng tích. Cách đọc của nó là cô sê ki, cô sê ki. Nghĩa của nó là thành tích, là công lao, thành tích, công lao. Từ này thì cái âm Hán của nó là mình viết bị nhầm nhé. Từ này là từ phương, từ phượng, phương tích đây, từ phương tích đây. Từ này là từ hậu phiến và phó, hậu phiến phó. Cách đọc của nó là ato katazuke, ato katazuke. Nghĩa của nó là dọn dẹp sau khi xong việc, dọn dẹp sau khi xong việc. Từ này là từ ngôn và từ động, ngôn động. Cách đọc của nó là gendo, gendo. Nghĩa của nó là lời nói và hành động, lời nói và hành động. Từ này là từ thị và từ dã, thị dã. Cách đọc của nó là siya, siya. Nghĩa của nó là tầm nhìn, tầm nhìn, tầm mắt, tầm nhìn, tầm mắt. Từ này là từ tự và từ viện, tự viện. Cách đọc của nó là ji-in, ji-in. Có nghĩa là chùa, chùa. Từ này là từ thành và từ ý, thành ý. Cách đọc của nó là ci, ci. Nghĩa của nó là thành ý, thành ý. Từ này là từ đơn và từ điều, đơn điều. Cách đọc của nó là tang chổ, tang chổ. Nghĩa của nó là đều đều, đơn điệu, đều đều, đơn điệu. Từ này là từ thai và từ vô, thai vô. Cách đọc của nó là dynasi, dynasi. Nghĩa của nó là phá hủy, hủy hoại. Và không còn gì, phá hủy, hủy hoại, không còn gì. Từ này từ đảng và từ phái, đảng phái. Cách đọc của nó là toha, toha. Nghĩa của nó là đảng phái, là phe phái. Đảng phái, phe phái. Từ này từ thai và từ bản, thai bản. Cách đọc của nó là đai hôn, đai hôn. Nghĩa của nó là kịch bản, kịch bản. Từ này là từ đơn và từ thân, đơn thân. Cách đọc của nó là tang sinh, tang sinh. Nghĩa của nó là đơn thân một mình, đơn thân một mình. Từ này là từ thuế và từ xuất, thuế xuất. Cách đọc của nó là dê đít dự, dê đít dự. Nghĩa của nó là thuế xuất, là phần trăm thuế đấy, thuế xuất. Từ này là từ tiền và từ đầu, tiền đầu. Cách đọc của nó là sento, sento. Nghĩa của nó là dẫn đầu, tiên phong, dẫn đầu, tiên phong. Từ này là từ tiêm và từ duy, tiêm, duy. Cách đọc của nó là sen y, sen y. Nghĩa của nó là sợ, là chất sơ, sợ, chất sơ. Từ này từ thiện và từ ác, thiện ác. Cách đọc của nó là gen ác cự, gen ác cự. Nghĩa của nó là thiện ác, tốt xấu, thiện ác, tốt xấu. Từ này từ toàn và từ tập, toàn tập. Cách đọc của nó là gen siêu, gen siêu. Nghĩa của nó là cả bộ sách, toàn tập. Cả bộ sách, toàn tập. Từ này là từ toàn và từ diện, toàn diện. Cách đọc của nó là gen men, gen men. Nghĩa của nó là toàn diện, toàn diện. Từ này từ chiết và từ phản, chiết phản. Cách đọc của nó là olikaisi, olikaisi. Nghĩa của nó là lại quay lại trong gọi điện thoại đấy. Người ta sẽ, ví dụ như khi mà mình gọi cho họ chẳng hạn, thì họ đang bận, hoặc là họ đang bận thì họ sẽ nói rằng là tôi sẽ gọi lại. Khi đó họ sẽ dùng là olikaisi itashimasu, olikaisi itashimasu. Ima o chotto tsugo ga ukunai no de ato ni olikaisi shimasu, olikaisi itashimasu. Hoặc là có thêm một nghĩa nữa, đó là gấp lại, ví dụ như gấp lại cái tay áo hoặc là cái ống quần chẳng hạn. Đấy, tay áo hay ống quần đấy, nó gọi là olikaisi. Từ này là từ chị và từ đã, chị đã. Cách đọc của nó là ne uchi, ne uchi. Nghĩa của nó là giá trị, là sự đánh giá, giá trị, sự đánh giá. Từ này là từ song và từ khẩu, song khẩu. Cách đọc của nó là ma đội vừa chi, ma đội vừa chi. Nghĩa của nó là quầy tiếp khách, quầy tiếp khách, hoặc là quầy giao dịch bán vé.
từ này là từ tráng và từ kiện, tráng kiện. Cách đọc của nó là soken, soken. Nghĩa của nó là khỏe mạnh, khỏe mạnh. Từ này từ túc và từ yêu, túc yêu. Nghĩa của nó là asikosi, asikosi. Nghĩa của nó, cách đọc của nó là asikosi, nghĩa của nó là cổ chân và thắt lưng, hoặc là cái phần thân dưới, cổ chân, thắt lưng, phần thân dưới. Từ này là từ đới, đới, cách đọc của nó là obi, obi. Nghĩa của nó là thắt lưng, là đai. Đấy, cái dây thắt lưng ấy, chứ không phải cái thắt lưng của mình nhé. Cái dây thắt lưng ấy, cái đai đấy. Từ này từ thanh và từ xuân là sejum, sejum. Nghĩa của nó là thanh xuân, là tuổi trẻ, thanh xuân, tuổi trẻ. Từ này là từ đãi và từ giã, đãi giã. Cách đọc của nó là naka, namakemono, nakame, namakemono, namakemono. Nghĩa của nó là kẻ lười biếng, kẻ lười biếng. Từ này là từ đãi và từ mạng, đãi mạng. Cách đọc của nó là taiman, taiman. Nghĩa của nó là chỉnh mãng, không tập trung, chỉnh mãng, không tập trung. Từ này từ thái, từ thế, thái thế. Cách đọc của nó là tai xê, tai xê. Nghĩa của nó là trạng thái và tư thế, trạng thái và tư thế. Từ này là từ tâm và từ thân, tâm thân. Cách đọc của nó là sinh sinh, sinh sinh. Nghĩa của nó là thể chất và tinh thần, hoặc là tâm và thân, thể chất và tinh thần, tâm và thân. Từ này là từ đồng và từ giao, đồng giao. Cách đọc của nó là doyo, doyo. Nghĩa của nó là đồng giao, các cái bài hát đồng giao đấy. Từ này từ nội và từ tạng, nội tạng. Cách đọc của nó là naizo, naizo. Nghĩa của nó là nội tạng, nội tạng. Từ này là từ đông, tây, đông tây. Cách đọc của nó là tô dai, tô dai. Nghĩa của nó là đông và tây. Tức là từ này có trong một cái từ mà mình học từ cái hồi mà còn lớp 5 hoặc lớp 4 đó. Nó là có là cái tô dai năm bốc cự đấy, tô dai năm bốc cự đấy, đông tây nam bắc. Từ này là từ đông và từ dương, đông dương. Cách đọc của nó là toyo, toyo. Nghĩa của nó là phương đông, phương đông. Từ này là từ đạo và từ nạn, đạo nạn. Cách đọc của nó là tonan, tonan. Nghĩa của nó là trộm cắp, hành vi trộm cắp, trộm cắp, hành vi trộm cắp. Từ này là từ đương và từ xã, đương xã. Nghĩa của nó là cách đọc của nó là tô chạm, tô chạm. Nghĩa của nó là công ty chúng tôi, chúng ta, công ty chúng tôi, chúng ta. Từ này là từ đương và từ phiên, đương, phiên, chế. Đấy, đương, phiên, chế. Cách đọc của nó là tô bang xê, tô bang xê. Và nghĩa của nó là cái chế độ luân phiên, chế độ luân phiên. Từ này là từ đầu và từ não, đầu não. Cách đọc của nó là juno, juno. Nghĩa của nó là đầu óc, là trí tuệ, đầu óc, trí tuệ. Trong một số những cái trường hợp ấy, thì người ta có thể dịch cái từ này ấy, là cái cơ quan quan trọng, là cái nơi mà quan trọng hàng đầu của một tổ chức chẳng hạn. Đấy. Từ này thì là từ từ này đồng nghĩa, này đồng nghĩa. Cách đọc của nó là dogi, dogi. Nghĩa của nó là đồng nghĩa, đồng nghĩa. Từ này là từ thiên và từ nhiên, thiên nhiên. Từ này cách đọc của nó là tên nên, tên nên. Cái này thì nghĩa của nó là thiên nhiên, hồn nhiên, ngây thơ, mộc mạc. Thì cái từ này thì mình đã bị nói một lần rồi, bị nói một lần rồi. Thì cái này, cái nghĩa của nó bị nói một lần có nghĩa là trông ngây thơ, mộc mạc, trông rất hồn nhiên, ngây thơ, tên nên. Từ này là từ đạo và từ cân, đạo cân. Cách đọc của nó là michi suji, michi suji. Nghĩa của nó là con đường, đường đi. Con đường, đường đi. Từ này là từ đặc và từ kỹ. Đặc kỹ. Nghĩa của nó, cách đọc của nó là tokugi. Tokugi. Nghĩa của nó là tài năng, là năng khiếu đặc biệt. Tài năng, năng khiếu đặc biệt. Từ này là từ đặc và từ quyền. Đặc quyền. Cách đọc của nó là token. Token. Nghĩa của nó là đặc quyền. Đặc quyền. Từ này là từ đặc và từ sản. Đặc sản. Cách đọc của nó là tokusan, tokusan. Nghĩa của nó là đặc sản, đặc sản. Từ này là từ đặc và từ sắc, đặc sắc. Cách đọc của nó là tokushoku, tokushoku. Nghĩa của nó là đặc trưng, đặc trưng, đặc sắc, đặc trưng, đặc sắc. Như vậy là chúng ta đã kết thúc được bài thứ 25.
trong chương trình tổng hợp từ vựng GeoFitIn 1 đã ra trong đề thi chính thức của 5. Cảm ơn các bạn đã cố gắng cùng mình. Và bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ và học cùng với mình nhé. Cảm ơn các bạn, xin hẹn gặp lại các bạn ở bài tiếp theo.